Xin nhẹ Mobile này một sao, vâng, rông điện 5 không nát. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu bầy nhà chính town 12 thủ cực kỳ là ok và rất dễ một sao luôn, đến từ bạn Đoàn Hồng Thái. Đây các sếp nhá. Mẫu bầy này của bạn Hồng Thái thì để cái khu vực hội thành, nhà chính và đại bàng nó được bảo kê xung quanh là Inferno, rất khét. Và đường link của mẫu bầy thì chắc chắn vẫn như mọi khi mình sẽ luôn chia sẻ cho các bạn ở đường link mô tả video. Anh em thoải mái bấm vào copy về sử dụng nha. Các sếp nó có nhu cầu mua vé vàng hoặc những cái gói ưu đãi ở đây, nhanh tay liên hệ Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết qua fanpage của mình với hơn 116.000 người theo dõi các bạn nha. Còn bây giờ các bạn hãy xem lịch sử thủ nhà của sếp này đây này. Rất đã luôn nha. Tower 12 các kiểu đánh không toè đít này. Rồng điện, rồng điếc này. Đây này, đây 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 đây. Rồng điện 5 là nhà chính Town 14. Đây, mời các sếp xem trận đấu một sao luôn này. Đảm bảo dân chơi uy tín các kiểu ấy này. Rồng điện với cả sét được đấy, chơi bời đấy. Các bạn để ý nhá, thời điểm này bạn ấy đang nâng đồ chơi và tường của bạn này thì rất mềm. Chưa hề mắc ở nhà chính Town 11 chứ đừng nói là Town 12. Rồi. Đang nâng mấy cái Tesla lòi đây. Quản giáo không có, King Queen cũng đang cho ngủ nốt. Và bay này là như kiểu là vườn không nhà trống. Và thanh niên này đang phân tích và suy nghĩ sẽ dồn quân vào đâu đây. Bạn ấy dồn vào tấn công ở những cái chỗ mà đang nâng công trình ở đây. Và tiếp tục là dàn quân, dàn hàng ngang. Anh em đi vào chơi bằng xe công thành để nhắm thẳng vào chỗ khu vực nhà chính ở đây. Thì anh em lưu ý cụm ở khu vực trung tâm là hai cái Inferno nhiều tia, có Inferno một tia nữa, và cây thổi gió thì thổi về cái hướng đó luôn, hai cây thổi gió hai bên thổi ngược hướng này. Đơn vị lính thủ nhà là lava thôi. Anh em thích thủ bằng Super Minion hay là Headhunter gì cũng có thể quẩy được, cái đấy tùy các bạn nha. Hiện tại thì đối với mẫu bay của bạn Thái thì bạn ấy sử dụng là lava, và thời điểm này thì những đơn vị tướng đang bị kẹp ở đây rồi. Đơn vị tướng đang bị kẹp bởi hai Inferno nhiều tia và nhà chính đang đốt rất ác. Và nhích vào đây gần một chút xíu thôi thì Inferno một tia nó bắt được nữa thì nhấc người lắm rồi, kinh. Úi ôi, nó đốt đốt ác, đốt ác. Thanh niên bật skill lên nó, ôi quả xoáy khắm lọ thật. Thanh niên nghĩ quả này ngon ăn rồi, kinh vào nó sẽ bục được khu vực nhà chính, nhưng không, ở đây dân chơi xóm mà chúng tôi không làm thế. Xin nhẹ mobile này một sao, vâng, rông điện 5 không nát, vãi đạn thật đấy chứ, chôn đúng không? Hãy tiếp tục đến với những trận thi đấu tiếp theo để các bạn thấy được sự hiệu quả đến từ mẫu bay bay cúp hiện tại Town 12 này nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một trận đánh bằng rồng điện 3 là ở nhà chính Town 12 nữa này. Mẫu bay Town 12 chống rồng điện cực kỳ khét lẹt lẹt đây. Rồi, bạn này đang ngắm nghía xem vào đâu để cho nó chuẩn chỉ đấy. Và lần này bạn này thì đánh ít chết hơn. Úi giời, bố trí những quả bom đen. Bạn ấy biết chắc chắn là sẽ có rồng rồi thì mới đặt bom bẫy chuẩn thế chứ nhỉ. Ui, rồng bạn này cắt cũng ác chiến đấy. Nhưng tuy nhiên cái trôn của mẫu bay này nó nằm ở khu vực trung tâm phía trong cơ. Vòng ngoài bạn cứ đốt thoải mái, không sao, không xi nhê gì. Chúng tôi cần được hết. Rồi, tới công chuyện này bạn ơi. Ok. Ấy chà, được quá nhờ, bắt không? Bom đèn ngày. Quả bom khắm thật chứ, khắm thật sự chứ. Ơi ơi bạn ơi, ôi bạn ơi. Rồi nha, bạn cắt rất gọn góc này mà dụ được một em Headhunter ra đây. Vậy là vẫn là lava rồi. Tầm này vẫn là lava rồi, thanh niên đang cố gắng cắt góc. Thanh niên đang cố gắng cắt góc đấy mà chưa tìm được lối vô. Cái dạng bay bay này, cái kiểu ring bay này trôn lắm. Xe bò ùi vào, ơi bị đờ. Rồi như vậy là dắt Queen vào để đối diện với nhà chị Queen luôn. Rồi Inferno một tia nó bốc này. Bốc ai đấy? Úi dồi ôi, ghét rồi, dỗi lắm rồi, dồn hết all in vào đây. Quản giáo, úi hay. Phải không, quản giáo mắc binh ấy chứ đùa đâu.
Rồi anh em, rồi rồi gặp kinh rồi là gặp inflow nhiều tiệu rồi rồi, úi, nhà chính cái gì trong nhà chính đấy, à, trong xe bò đấy, quyết định đã gồng kinh luôn, rồi ồn in vào à, một pha đóng băng cà cuống không bịt được cả inflow nhiều tiệu, mà bịt hội thành cuống lắm rồi đó các bạn ạ, tầm này là cuống lắm, làm sao mà ăn được cái nhà chính dùng tao cái. Vào đây thì bốc phải ô thổi gió khắm thật sự chứ, thanh niên này là cuống lắm rồi đó. Ôi trời ơi, không làm mà vẫn có ăn. Vâng, 14 cúp cầm về nó lại quá nhẹ luôn bạn nhá. Rồi ok, một thanh niên town 11 vào đây mà đi queen và đánh rồng điện được, mắc ở nhà chính town 11 rồi đó, chơi bạn luôn. Bình thường thì town 11 thì kiểu gì cũng cố gắng mút nhà chính town 12 hai nháy, đó là chuyện quá là điều bình thường luôn. Thì để xem trận này người chơi Trung Quốc sẽ đi như thế nào nhỉ, sẽ ủi như thế nào trong turn đánh này nhỉ. Ấy rồi, vâng, đục chạy cánh bên kia là gì, có cả king ở thời điểm này luôn, đang cố gắng ủi ở đây này, có bốc được không sếp, ca này bốc được hay không chúng ta cứ bình tõm. Rồi như vậy là đầu tư cả king cả queen cắt rất rộng rồi, có lẽ là chọn cái hướng thẳng vào chỗ inferno một tia, xem là bạn ấy đánh mức thả đá, ủi tiếp đập tiếp cái cuồng nộ nữa, úi rồi dọn căn đẹp nhè. Rồi giờ di nào đây, ôi rồi ôi vậy giờ chuyển sang trên đây thanh niên khó chịu lắm rồi đó. Rồi đấy, biết ngay mà, all in mà, bạn ấy đánh vét phần trăm và dồn toàn bộ anh em vào đây để lấy hai nháy, nhưng bạn ấy đóng băng và quên mất là cái thổi gió nó ẩn ở bên sau cái Tesla, không hề để ý luôn. Úi, úi, bạn ơi nhanh cái tay lên, các bạn có thể thấy là bộ đôi inflow nhiều tia và cả nhà chính ba cái này bật lên nữa thì đừng có hỏi độ luôn. Đấy là thời điểm này Tesla còn đang nâng đấy, không sập nhà chính, quá chất lượng với mẫu bầy này các sếp nhá, chống rồng cực kỳ đã luôn. Ok, đánh trận này bằng Super Dragon luôn ở nhà chính than 12 cho nó khét đây các sếp này. Uy tín luôn nhá. Vào đây vào đây. Rồi, như vậy là đội bạn cũng đã đập đồ bên kia nữa. Càng đấy, càng đấy. Úi rồi, phát quả tung tóe luôn. Vâng, bạn ấy chọn để tiêu diệt cái Air Defense cũng như là cây thổi gió rất ghê luôn. Thả quả chuẩn thế nhỉ. Ngồi vẫn chưa sập. Và như vậy là dồn Super Dragon vào để ăn em Queen cũng như là gồng quản giáo ở đây luôn. Wow, bắt khét đấy. Vâng, quy giáp băng đi theo yểm trợ cho Queen. Ê, blim blim blim, may mà có quả blim chưa, khét lẹt nhè. Là gì đấy, rồng điện bắt vào đây đốt giật một cái là ngon luôn mà. Ui rồi, cái hit bắn cuối cùng của rồng điện mới mang về chiến thắng, chứ còn không thì chắc chắn không thể lụm được hai sao trong trận đánh này. Khá là đỏ đến từ IM Firoz, tí thì toàn luôn bạn nha. Mẫu bay này rất trôn khi đặt khu vực nhà chính ở trung tâm. Anh em hãy đưa ra cái combo nào có thể phá được cái mẫu bay này 3 sao, cũng như là hướng đi quân của các bạn sẽ như thế nào để hóa giải. Và đường link của mẫu bay mình luôn chia sẻ cho anh em phần mô tả video, các bạn thoải mái bấm vào copy về sử dụng. Anh em có nhu cầu gì về vé vàng, gem hay ưu đãi này này, đây những cái gói này, hoặc là vé vàng hoặc là gói gem, cứ liên hệ fanpage của mình, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nha. Tiếp tục chúng ta cùng xem thêm một trận nữa để anh em thấy được sự hiệu quả đến từ mẫu bay này nha. Đây luôn này, rồng điện 4 này, rồng điện 4 nha, có nhân bản này, khét lèn lẹt. Úi rồi ơi, thao cái gì đây, vâng chơi cái cụm gì mà vãi đạn thế này. Úi rồi ơi, chơi nhân bản đi balloon kiểu đây à, queen 67 nhà chính tao 13 rồi đấy, rồng điện 4 luôn, càng nhè. Và bạn ấy có chơi bằng xe lăn, Headhunter ra bắn được rất nhiều balloon ở trong trường hợp này, khóc rồi đó, trường hợp này tấn công kiểu này là khóc rồi. Xe lưu lại tấn công ở dưới đây, chúng ta hãy cùng theo dõi pha này sẽ như thế nào nha. Ừ, cứ cho là nó sẽ ủi được mỏ chim đi, cứ cho là nó ủi được mỏ chim trong trường hợp này đi. Bạn ấy cắt hai bên đang rất chuẩn chỉ và PK vào
cho PK vào luôn này, rồi này ủi sập luôn mỏ chim nhá, PK đang bị đốt. Queen cũng vào luôn nhưng mà bắt phải ô lava rồi, sẽ bị cầm chân ở đây là rất nhiều, đóng băng lava. PK đang cố gắng triển khai tấn công bên này nhưng phải nói là đam ở trên khu vực nhà chính cũng như Inferno nhiều tia, toàn bộ anh em đang dồn bắn PK rất đau. Thanh niên King khi mà bên đây cắt không kịp là King bẻ lái ngay. Em Queen đã bắt gồng bởi lava rồi. Thủ nhà tầm này khó chịu đấy. King quay xe nhưng quay vào đây mà gặp King thì nó sẽ đánh King chứ nó không vào khu vực nhà chính đâu. Bởi vì khi nào thanh niên King kia bị hạ thì nó mới vào nhà chính. Đấy, dụ ngay. Ê, bị dụ rồi cưng ơi, bị dụ ngay. Những em sườn và những cái bom bẫy đây bắt toàn bộ luôn. Một mẫu bầy một sao và chống rồng cực kỳ tốt đến từ thanh niên Đoàn Hồng Thái. Ok, anh em nó có những mẫu bầy hiệu quả như thế này nữa cứ liên hệ fanpage của mình. Chúng ta hãy cùng làm mẫu bầy để chia sẻ cho các bạn khán giả cũng như là những người chơi mới có thể có những mẫu bầy cực kỳ tốt để bài cúp cho nó hiệu quả nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới. Anh em thấy thích video cứ để lại nút like, share, đăng ký kênh, cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất Clash of Clans nha. Bye bye các sếp.